ngày 28 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Văn Linh 74 tuổi, ngụ làng Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, về tội giết người. Theo cáo trạng, năm 2018, ông Lê Thành Trí 50 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang, đến làng Thới Hưng và bình thường sống như cung phi chồng với bà Trần Thanh Thoảng. Bị cáo Linh có đất giáp ranh với đất bà Thoảng. Giữa bị cáo và ông Trí có cự cãi nhiều lần từ việc tranh chấp ranh đất. Bị cáo Trịnh Văn Linh tại tòa. Sáng 10 tháng 4, bị cáo Linh lấy cây lan ra ruộng, trên đường đi, Linh nhìn thấy ông Trí đang đào đất trồng chuối. Lúc này, Linh đến hỏi Trí, tôi làm gì mà chú đòi thủ tiêu tôi? Ông Trí trả lời, mấy ông ở đây ăn hiếp cung phi tôi dữ lắm, để tôi về đây trị mấy ông. Nói xong, ông Trí quay lại tiếp tục đào đất. Lúc này, cụ ông 74 tuổi nắm cây lan đập vào đầu ông Trí làm nạn nhân ngã gục. Sợ bị phát hiện nên Linh kéo ông Trí xuống kênh để giấu xác. Sau đó, Linh về nhà tắm giặt, sinh hoạt như bình thường. Vợ ông Trí không thấy chồng làm vườn lâu quá không vào nhà nên đi tìm, sau đó trình báo công an. Đến chiều cùng ngày, lực lượng công an tìm được thi thể nạn nhân và nắm khẩn cấp bị cáo Linh. Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ. Quá trình điều tra, bị cáo có bệnh lý trầm cảm giai đoạn nhẹ, hạn chế về năng lực nhận thức và lãnh đạo hành vi. Tuy nhiên trước và trong thời gian lỗi lầm, bị cáo không có bệnh lý này mà chỉ xảy ra sau khi lỗi lầm nên phải chịu bổn phận hình sự. Hội đồng xét xử đã xem xét, cân nhắc các tình tiết như bị cáo thành khẩn khai báo, người già và hạn chế về năng lực hành vi, gia đình đã khắc phục một phần kết quả nên tuyên bị cáo Linh tù bình thường thân với tội danh trên.